Xin chào tất cả các bạn ạ. Không biết là các bạn còn nhớ lại chị khách hàng này không? Chị là một chị khách hàng mà Korea đã từng xin quay chị hôm chị làm liệu trình Makinibo vào cái buổi tối rất là muộn, là hôm đấy bác sĩ bán cho chị. Và hôm nay là chị vừa đi công tác Sài Gòn 10 ngày về đúng không chị nhỉ? Chị lại làm liệu trình từ ngày 12 tháng 9. Đấy, và hôm nay là chị có vừa bay từ Sài Gòn ra và chị đang có qua Korea để kiểm tra kết quả. Thì các bạn có thể là nhìn cái tình trạng mẫu bụng của chị hiện tại như thế nào ạ? Rất là đẹp đúng không? Có một cái đường họng eo rất là đẹp ở hai bên hông này. Thì là tại vì là Korea đang muốn là xem kết quả chị nhá. Em có ảnh của chị hôm đầu đúng không? Ừ, em cho chị xem nào. Đấy, đây là cái tình trạng hôm đầu tiên của chị. Cái tình trạng mỡ bụng nó rất là to này. Đây, bây giờ các bạn nhìn ngang như này nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đó. Em cho chị cái nhìn cái ảnh chính diện đi. Cái ảnh chính diện đấy. 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 Chị ơi, chị cảm thấy như thế nào khi làm liệu trình Makinibo được khoảng 10 ngày? Chị thấy cơ thể của mình đào thải có tốt không? Tốt, ra nhiều mỡ. Ra nhiều mỡ, đào thải tốt đúng không? Đúng. Ăn uống thì như thế nào trong quá trình chị làm liệu trình Makinibo thì chị ăn uống như thế nào? Ôi, rất là thích, của mình tự nhiên ăn ít hẳn đi. Cảm thấy là mình cũng không có bị thèm ăn nữa đúng không? Đúng. Bình thường thì trước kia là do mình như thế nào mà mình bị tăng cân chị nhỉ? Chắc là do ăn nhiều. Do ăn nhiều, không kiểm soát được nên là bị tăng cân đúng không? Đúng. Chị có cảm thấy hài lòng với cái liệu trình làm Makinibo này không ạ? Siêu hài lòng, một khách hàng vô cùng dễ thương của Korea. Thì hôm nay chị mới làm được 10 ngày thôi và Korea đang hy vọng là 10 ngày nữa chị đang có mặt tại Hà Nội thì có thể là qua Korea kiểm tra thường xuyên và có thể là đúng 10 ngày sau nữa Korea lại xin qua trực tiếp chị. Chúng mình chờ đón hot girl. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá, một bụng của chị nhá, hai bên họng eo rất đẹp. Chị quay ngang được không? Chị có thể quay ngang đấy. Em ơi, cho chị xem cái ảnh ngang của chị được không? Ôi, bụng bé hơn hẳn, phẳng đét. Đó, bụng rất là đẹp. Chị quay ngang ra đây cho em xem nào. Uầy, hai bên họng eo như thế này. Không biết là người yêu chị có cảm nhận như thế nào chị nhỉ? Có nói gì không? Có ý kiến gì khi mà cảm thấy là mà người yêu mình bụng bé hơn, gầy hơn không? Em gầy đẹp rồi. Em gầy đẹp rồi, đừng có làm nữa à? Bụng rất là đẹp. Thì chỉ làm phiền chị một ít phút như vậy thôi. Để cho chị vào chị làm tiếp. Thì là có thể là 10 ngày nữa Korea lại xin phép để quay trực tiếp lại chị nhé chị nhá. Okay. Cảm ơn chị nhá. Thank you chị rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ. Bye bye.